tình đã dở dang em ơi, còn nhớ còn thương làm chi nữa, xác pháo vô quy nhuộm hồng ngoài ngõ, chờ em đó hãy nhẹ gót son về chốn xa xăm mà vui sống cả gan. À vâng, xin chào các bác. Hôm nay để tiếp nối cho chương trình Đồ Tào Lao, em tiếp tục giới thiệu tới các bác một mẫu đầu VHS của hãng Victor. Mẫu này có tên mã rút gọn là Victor V77. Ngay đầu video em xin nói thế này, đây là một con chất đây ạ. Nó thuộc cái phân khúc hàng có chất lượng cao. Và cái đoạn băng vừa rồi các bác đang coi là do chính con đầu này nó ghi ra từ cái nguồn AV bên ngoài đưa vào. Victor V77 là một con sai lỡ. Nó có bề rộng là 40 cm. Một con zin chất bãi nguyên đai cam chưa sử dụng tại Việt Nam, tất nhiên là phải trừ thằng chủ xốp ra. Một cái thiết kế nhìn nó khá là đẹp, và mặt trước nó có một cái màu gọi là màu vàng nhạt. Em cũng bán khá nhiều những cái con VHS, nhưng mà em nhận thấy cái con Victor này là một trong những con có chất. Chất là bởi vì khi mà em ghi cái băng ra ấy, em nhìn cái chất lượng hình ảnh sau khi ghi ấy, là em có thể nhận định được. Và tất lẽ dĩ ngẫu đây là một con hi-fi stereo rồi. Và cũng tất lẽ dĩ ngẫu là khi em bán ra tất cả những cái món mà câu cửa miệng em đã nói là đồ tào lao ấy, thì em sẽ không bao chạy và không bảo hành dù chỉ là một phút. Em xin nhắc lại, không bao chạy, không bảo hành dù chỉ là một phút. Cái thứ duy nhất mà em dám bao đó là bao zin tuyệt đối, và nếu cần thì em có thể bao có điện vào, vậy thôi. Những món đồ tào lao em mong bán cho những người là anh hùng, những người hiểu đồ, hiểu chuyện, sẵn sàng chấp nhận rủi ro, sẵn sàng mua một món của thằng Từ về mà nó không chạy được bất cứ tính năng nào, nhiệm vụ duy nhất là dùng để ngắm và thay thế một cái cục chặn giấy. Sau khi tư tưởng đã được đả thông tốt, kinh mạch vững vàng, huyết áp ổn định, thì rút điện thoại ra gọi cho em để tiến hành giao dịch. Cái câu này thì em nói có lẽ phải đến nửa năm nay rồi. Với tất cả những món đồ tào lao, em đều nhắc đi nhắc lại cái câu nói này. Sẽ có rất nhiều bác nghe cảm thấy nhàm cái lỗ tai, nhưng hãy cố gắng nghe, nghe, hiểu. Và sau khi đã hiểu rõ, hiểu kỹ thì mua cái món này về. Ngộ lỡ mà nó xảy ra cái gì thì cũng cắn răng mà chịu,
bởi vì thằng Từ nó cũng đã nói hết nước hết cái rồi. Bây giờ thì em lại nhích volume lên chút, chúng ta lại nghe một tí Tân Cổ. Con này bên phần đèn quắc hiển thị ấy, thì thậm chí nó còn có hai cái đèn nháy nhỏ nhỏ nữa, nhìn khá là vui mắt. Cái đèn nháy kiểu cột đứng. Hệ thống hiển thị tương đối là đầy đủ, một cái thiết kế mẫu mực mà như em đánh giá là một cái thiết kế đẹp của hãng Victor. Thường thì những cái con nửa cổ nửa kim nó sẽ có những cái thiết kế rất đẹp. Sau này mấy cái con VHS đời cao của Victor nhìn chán nò mà. Ở đây các bác có thể nhìn thấy cái dòng chữ Super VHS ET và cái dòng chữ Digital IC và Digital NR. Thế thì chúng ta có phải cần phải hiểu cái dòng chữ Digital IC và Digital NR là như thế nào? Theo cái thứ kiến thức hỗn độn và rất thiếu của em thì em cho rằng cái chữ Digital IC tức là cái mạch kỹ thuật số điều chỉnh và nâng cấp bên phần hình ảnh. C là color, Y thì nó là cái từ ý nói về cái tín hiệu ánh, tín hiệu chói hay còn gọi là tín hiệu đen trắng. C là color, có nghĩa là hình ảnh khi mà nó xuất ra ấy hoặc là nó ghi vào ấy, nó sẽ được chạy qua cái hệ thống xử lý tín hiệu kỹ thuật số để cho hình ảnh nó trở nên đẹp hơn. Đó, hiểu nôm na như vậy. Còn cái mạch Digital NR đó là mạch lọc nhiễu. Đó, nhiễu xạ tạp mà xuất hiện ở trên những cái băng đấy ạ. Nói nôm na thế này cho nó dễ hiểu này. Bất cứ là cái băng nào khi mà nhét vào cái đầu này, ví dụ như ở những con đầu khác ấy, chúng ta nhìn thì ảnh nó xấu, nhưng mà qua con đầu này nó sẽ đẹp hơn. Đó, giải thích kiểu hàng chợ như vậy cho nó nhanh. Bây giờ ấy thì em sẽ cho cái băng này ra và em chuẩn bị cho vào đây một cái băng khác để em tiến hành ghi demo, ghi thử. Em đã rất kỳ công ngồi dính dãi xuống đất để mạnh phóng ra được cái băng này. Ông nào mua cái đầu này đừng xin nhé, bởi vì em không thể cho được. Lý do cái băng này nó bị dính, nó đang bị lỗi. Nếu như dùng không biết cẩn thận là có thể phá nguyên cái bộ cơ của cái đầu của chúng ta. Đó. Em xài được nhưng khách không xài nổi đâu ạ. Do vậy không cho được đâu nhá. Còn cái băng này thì cũng không cho được, nói tóm lại là không cho được cái nào. Thế cho nó nhanh là một. Cái thứ hai là cũng không có băng để bán thêm. Tình yêu nào đã một khi đã đi mua đầu VHS thì ít nhất trong nhà phải có từ 3 đến 5 cuốn băng. Còn những tình yêu tay mơ mà đi mua đầu VHS xong bắt đầu hỏi băng xong rồi kêu là nhà tôi không có cái băng nào để test thì thôi, đến mấy ông tay mơ chán lắm. Ồ, hình như bấm lộn. Remote này mới là của nó này. Rồi. Setup
セットアップガイダンスのメニューの中からプリンターソフトウェアのインストール。Sở dĩ em phải cho băng vào chạy thử để coi nó có ổn hay không. Như vậy là cái băng này phát tương đối ổn, cái băng này bị mốc. Nhưng em cố gắng cho vào để chạy demo. Thế thì em sẽ chuyển về cái ngõ L1, chính là cái ngõ mà em đang cắm cái đầu Viettel ở dưới đất kia. Chuyển về ngõ L1 thì nó sẽ thông tín hiệu từ cái đầu Viettel, thông cả hình lẫn tiếng, từ cái đầu Viettel nằm ở dưới đất tới con đầu của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành ghi thử một đoạn vào băng để chứng minh cho cái lời nói của thằng Từ nãy giờ là đúng. Để ghi đơn giản lắm, ấn nút REC ở trên remote. Đó, băng nó sẽ kiểm tra, lộn qua lộn lại, nó sẽ kiểm tra cái băng này. Rồi nó bắt đầu ghi. Bây giờ em sẽ mở cái đầu Viettel lên này. Vâng, em đã ấn nút stop để dừng ghi. Và bây giờ em sẽ chuyển nó về cái ngõ F1 cho nó đỡ lẫn hình từ cái đầu Viettel qua nha. Rồi, chúng ta đã ghi được một đoạn khá là ngắn vào băng. Bây giờ em sẽ tua trả về một chút. Được đâu hơn một phút. Rồi, giờ em có thể ấn play để kiểm tra được rồi. Ghi đến đúng đoạn này thì em ấn nút stop, nút dừng. Các bác thấy chất của con này thế nào ạ? Ghi băng mà được đến tầm này thì thấy chất của nó tương đối cao đấy. Một con hi-fi stereo trên mâm chống từ nó sẽ bao gồm 4 đầu từ, với 2 đầu từ hình là đầu từ kép và hai đầu từ hi-fi stereo. Hệ cơ con này còn sạch sẽ, còn đẹp, đầu từ sáng bóng, tất cả zin nguyên tuyệt đối. Đây là bên phần nguồn của thiết bị, men vỉ xanh led. Nó sử dụng nguồn xung. Đó, các bác nhìn rõ chưa? Em chưa hề vệ sinh đâu ạ. Tất cả những con máy nó đã sạch, nó sạch ngay từ đầu.
Con nào mà nó đã dơ ấy thì nó dơ ngay từ đầu. Rất chi là may mắn là thằng chủ cũ người Nhật nó bảo quản con này khá là tốt. Chưa biết lời lãi thế nào nhưng mà dù sao cũng phải cảm ơn nó một câu. Em xin nhắc lại, em bao gìn tuyệt đối chứ không bao chạy và không bảo hành dù chỉ là một phút. Đây là phía sau, nói chung búa xua, bởi vì con này ngoài cái vấn đề chạy băng VHS, chạy và ghi được băng thì nó còn thu được truyền hình mặt đất nữa, cái thể loại truyền hình UHF và VHS với từ kênh 1 cho đến kênh 62. Đây là đường layout xuất hình và tiếng ra, nằm ngay cạnh là đường line-in số 1 L1, các bác nhìn thấy chưa? Chính là cái ngõ em đang lấy hình ảnh và âm thanh từ cái đầu Viettel dẫn qua. Ở năm cạnh đấy là đường BS in, đường này em chưa có test đâu. Ở đây là mấy cái cổng S, một cái giao thức kết nối theo kiểu của bọn châu Âu. Chúng ta sẽ đọc qua cái thông số cái coi. Sản xuất năm 1999, tên model Victor HRV77, video cassette recorder, điện áp AC 100V, công suất tiêu thụ 20W, số series tuyệt đẹp 0333, made in Malaysia. May quá, nó made in Malay chứ made in China thì lại phải dài mồm ra giải thích. Ông ơi, bà ơi, các cụ ơi, nhà máy của Victor nó đặt ở đấy, dù có giải thích dài mồm ra thì các ông vẫn bảo úi giời, cái thằng Từ chắc lại bán đồ tàu. Bây giờ em lại nhét cái băng vào, chúng ta lại nghe tí tuần cổ nhỉ. Có những nhóm người nói với các bác có giải thích từ sáng đến tối, từ tối đến sáng hôm sau, họ không cần hiểu đâu. Dạ, không nói dấu gì cổ, tôi đang thầm thương một người con gái. Chung sớm cùng thôn ra vào, chạm mặt tháng lại ngày qua. Tình yêu chớm nở muốn ngỏ cùng ai, bao lời thương nhớ những dạ băn khoăn. Lòng nhiều lo sợ vì người ta cứ hờ hững vô tư, khiến cho tôi ngày nhớ đêm mong thấp thòm. Vâng, đây là nắp lưng. Nói chung là còn tương đối ổn. Đối với cái con này, em bao từ đít lên đến đầu, sạch sẽ, không gì sét. Ruột gan thì các bác nhìn thấy rồi. Nói chung là xét theo tiêu chuẩn hàng bãi ấy, thì đây là một cái con nó có một cái vẻ đẹp đồng đều. Tuy mà ngồi bới lông tìm vết, kiểu gì nó cũng có vết xước ở trên mặt, không tránh được đâu. Những ông quá khó tính ấy, thì nên tránh xa shop của em ra. Đồ của em chỉ bán cho những ông khó tính vừa vừa thôi. Khó quá em không chiều được. Và bây giờ em xin kết luận như sau. Victor V77 là một trong những con VHS
Khi nhà sản xuất người ta chế tạo ra ngay từ ban đầu đã là một trong những cái phân khúc có chất lượng cao. Em nói chất lượng cao chứ em không nói là đồ cao cấp nha. Em không bao giờ lạm dụng cái từ cao cấp. Em chỉ bảo đây là một món có chất lượng cao. Ghi băng tốt, phát băng tốt, một con rất xứng đáng để sưu tầm. Kể cả như cắm điện không thấy vào, cho băng không thấy chạy, thì đối với cái mẫu này chỉ cần kê vào một cái nơi trang trọng nào đấy nó cũng quá xứng đáng rồi. Bởi vì không phải ai ở Việt Nam cũng được vinh dự có cái con này để mà trưng chơi đâu ạ. Sản phẩm mà em bán ra sẽ bao gồm cái remote học của Trung Cộng. Trên cái remote này chúng ta có thể thao tác được những tác vụ cơ bản nhất như là play stop, tua đi, tua về, eject, ra băng. Thậm chí có thể truy cập được cả vào menu setup để cài đặt những tham số. Tất nhiên là ông nào giỏi tiếng Nhật thì hoặc là dùng được cái ứng dụng Google Dịch thì hãng truy cập menu setup. Mà không thì cứ để như nguyên như này mà xài. Ngộ lỡ mà vào menu setup rồi thì cài vớ cài vẩn nó không chạy được nữa, lúc đó hối không kịp đâu ạ. Khoản menu setup em rốt, do vậy em cũng không hướng dẫn được ở đây. Về giá thì thôi, ngày hôm nay em quyết định không báo. Chẳng phải là giấu giếm gì, là bởi vì là những cái thứ này báo giá lên sẽ rất chỉ loạn, em không muốn. Tình yêu nào có nhu cầu muốn sở hữu con này thì cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này. Ủa, mà em nói như vậy có nghĩa là nghĩa là